Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm rau câu mít. Món này vừa thơm ngon vừa giòn ngọt, lại tốt cho sức khỏe. Nếu bạn nào thấy thích thì hãy cùng làm với mình. Mình đã chuẩn bị một bịch bột rau câu. Bịch như vậy là 12g. Ở phía sau của nó thì có hướng dẫn sử dụng rất rõ ràng. Nếu không thì các bạn có thể thêm giảm lượng nước cho nó phù hợp. Hai trăm gram mít thái đã lấy hạt, 200g đường, 200ml nước cốt dừa, mình vắt từ 200g dừa nạo. Bây giờ mình sẽ trộn bịch rau câu này vào 200g đường. Rau câu là 12g, thì các bạn có thể tăng giảm lượng đường để cho nó hợp với khẩu vị của mình. Mình sẽ cho vào nồi là 1 lít 2 nước. Mình sẽ cho hỗn hợp rau câu và đường vào. Mình vừa cho vừa khuấy để rau câu nó không bị vón cục. Sau khi cho vào thì mình không cần phải đem đi nấu liền, mà mình sẽ ngâm là 10 phút cho bột rau câu nó nở. Bây giờ thì mình sẽ đi sắt mít. Mít thì mình sẽ sắt thành từng sợi. Ngoài ra thì các bạn có thể cắt hạt lựu. Làm món này thì các bạn nên chọn mít thái, bởi vì cái vị nó ngọt và sợi mít thì nó cũng giòn nữa. Sau 10 phút thì mình sẽ nấu rau câu. Lúc đầu mình sẽ nấu với mức lửa lớn cho rau câu nó nhanh sôi. Sau khi rau câu nó sôi như vậy thì mình hạ xuống mức lửa nhỏ, rồi mình nấu thêm 5 phút nữa. Trong lúc nấu thì các bạn cũng hót bọt và khuấy liên tục để rau câu nó không bị khét. Rau câu nấu được 5 phút thì nó đã chín rồi. Mình sẽ lấy ra là 300ml nước rau câu, để chút nữa mình làm phần nước cốt dừa. Phần rau câu còn lại thì mình sẽ cho mít vào. Rồi mình trộn đều lên, sau đó thì tắt bếp. Bây giờ thì mình sẽ cho rau câu vào hộp. Mình sẽ chia ra hai phần và cho vào hai hộp nhé các bạn. Mình cho vào xong thì mình đợi cho nó nguội để nó đông lại thành rau câu. Trong lúc đó thì mình sẽ đi nấu nước cốt. Đây là 300ml nước rau câu. Lúc nãy mình đã lấy ra. Bây giờ thì mình sẽ bật bếp lên và nấu cho nó sôi trở lại. Sau đó thì mình sẽ cho nước cốt dừa vào. Rồi mình cho thêm vào là một muỗng canh sữa đặc.
Mình tiếp tục nấu cho hỗn hợp rau câu này nó sôi lên, rồi mình cũng tắt bếp luôn. Rau câu mình để nãy giờ thì mình kiểm tra thử, nó cũng đã xe mặt lại như vậy là được rồi đó các bạn. Bây giờ mình cho lớp nước cốt dừa vào. Các bạn không nên để lớp dưới nó đông lại vì sẽ bị tách lớp, và cũng không nên để nó quá mềm vì như vậy nó sẽ bị loang màu. Sau khi cho vào xong thì mình sẽ đợi nguội, rồi mình cho vào tủ lạnh khoảng 2 tiếng. Rau câu đã đông lại rồi, bây giờ mình sẽ cho ra ngoài để mình xắt nhỏ. Mình sẽ xắt rau câu thành từng miếng vuông vừa ăn. Và các bạn nhớ là mình đem vào ngăn mát tủ lạnh, mình để cho nó lạnh lạnh thì ăn nó sẽ ngon hơn. Rau câu rất ngon, không bị tách lớp, màu của nước cốt và của mít nó kết hợp lại nhìn rất là đẹp. Đây là một dĩa rau câu mít thơm ngon, mời các bạn ăn với mình. Rau câu ăn vào thì nó dẻo dẻo rất ngon, những sợi mít thì nó giòn giòn ngọt ngọt, có mùi rất là thơm luôn. Lớp nước cốt thì béo ngậy, các bạn hãy làm thử nhé. Vậy là video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Và nếu hay thì hãy cho mình một lượt like, một lượt đăng ký và bấm vào nút chuông để có thể nhận thông báo về những video sau của mình sớm nhất. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn lại các bạn ở những video lần sau.